Suốt 3 tháng qua, kẻ này đã luôn theo dõi Di Thần. Nhất cử nhất động của Di Thần đều được ghi chép lại và dâng tấu lên. Mà kẻ nhận dâng tấu lên đó là kẻ đứng sau lưng tên nội gián này. Và hiện hắn đang đứng ở đây. Thủy tử chỉ dùng lời nói thì đâu thể xem là chứng cứ. Đây là tên nội gián đã tự thú sao? Dù sao thì ngươi cũng sẽ chết thôi. Nếu ngươi khai ra kẻ đứng sau thì sẽ bị chúng giết. Mà dù ngươi không khai ra thì ta cũng không cứu được ngươi. Gia quyến của ngươi giờ đã đang trên đường đến nơi an toàn rồi. Chính bọn chúng, những kẻ đứng sau muốn loại bỏ gia quyến của ngươi, chứ không phải là ta. Ta sẽ bảo toàn tánh mạng cho cả nhà ngươi. Ta có thể đảm bảo. Chính là quan đại tướng đại nhân chỉ thị thần làm như vậy. Bệ hạ, là thần bị hãm hại là âm mưu đó. Các mật thư cùng với bằng chứng trao đổi với quan đại tướng đại nhân đều được cất dưới lọ sữa trong nhà của tiểu nhân. Bệ hạ, xin người hãy bãi bỏ chức quan đại tướng của Li Minchu và trừng phạt thật đặng tội lừa dối của ngài ấy. Trẫm sẽ trực tiếp xử tội, giam quan đại tướng của gã kia vào nhà lao. Dạ, thưa bệ hạ. Thưa bệ hạ. Bệ hạ, xin ngồi hãy mình oan cho thần. Thần bị hãm hại, thần bị hãm hại. Thần bị hãm hại, thưa bệ hạ. Bệ hạ. Tại sao nàng lại phái thích khách tới? Tại sao chưa có sự cho phép của ta đã tự quyết định giết Chu Giang Sung? Vì tôi ngàn vạn lần đều không muốn đại nhân gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Vì tên quỷ đó đã lấy đi túi đeo của Chu Giang Sung, cho nên là để xóa đi mùi hương trong đó, ta đã cho hắn đeo hộp hương của kẻ táo gai. Trong tất cả những kẻ bán sách mà ta gặp thì đứa trẻ này có năng lực xuất chúng. Cho tới khi tìm được bản ghi chép của thế tử, ta sẽ mang theo hắn bên mình. Nàng rõ chưa? Chưa gì ngài đã phải lòng tới tiểu tử đó rồi sao? Đại nhân mà tôi từng biết với ngài bây giờ thực sự khác nhau. Tại hang giang cát cũng vậy, cả đêm qua cũng như vậy. Im đi. Ta vì một nữ nhân mà rung động sao? Nàng thấy cuộc sống của ta tốt đẹp tới như vậy sao? Nàng còn muốn làm nữ nhân của ta tới bao giờ đi? Không để ngài coi tấm lòng của tôi là sự đố kỵ sao? Tôi có thể vì đại nhân đây mà không bàn đến tính mạng của mình. Vì sự an nguy của ngài mà tôi có thể. Hơn cả an nguy của ta, hơn cả tính mạng của ta. Không phải nàng nên ưu tiên việc tìm bản ghi chép của thế tử Chung Hy Ân sao? Có vậy mới có thể tiêu diệt được tên quỷ đó. Ta cũng vậy. Ta mới có thể kết thúc được cuộc sống hút máu người để sống như cầm thú này. Cả Chu Giang Sung, cả Hồ Chiên và cả nàng nữa, ta giữ lại bên mình chỉ vì mục đích đó thôi. Nếu nàng mong muốn điều gì khác thì hãy từ bỏ đi. Cái tên tiểu tử này nè, bỏ đi. Mau trực tiếp xin lỗi vì đã khiến cho ta thành ra như vậy, vì đã trêu chọc mụ của ta. Xin lỗi hết toàn bộ cho ta. Vậy phải sao? Phải bán bụi mụi tàn tật của ngươi để lấy lại khoản tiền ngươi đợi ta chứ. Mà còn nữa, dù cho có tức giận đến đâu á, ngươi cũng không nên động thủ đâu, cái tên khốn này. Trời ơi, độc ác quá. Xem ra đã qua được cửa ải lớn. Nếu bệ hạ cho phép ngươi trực tiếp tham gia thượng triều, ngươi sẽ được hồi cung nhận thánh chỉ nhanh thôi. Ta thật sự thích cuộc sống ở đây đây. Một cuộc sống náo nhiệt. Làm gì đó? Làm gì đó? Đi ra. Sao lại vậy?
Ôi, sao ta lại không nghĩ tới chuyện này kìa. Gương mặt thanh tú đầy, cùng với làn da nhẵn mịn nữa. Nếu bán tới Đàm Kỷ thì chắc là thu được khoản tiền lớn đó. Không phải sao, Maxon? Đại ca nói đúng lắm đại ca. Thật là làm gì vậy? Các vị đại nhân à, nhìn các vị thì có vẻ như là người có địa vị, tốt nhất là nên tránh ra ngay đi. Việc mà chúng tôi sắp làm với bọn chúng có thể sẽ gây nguy hiểm cho ngài đó. Thưa đại nhân, ngài không đấu lại bọn chúng đâu. Ngài mau đi đi. Sao ta có thể để chúng động vào bằng hữu của mình chứ? Nếu như đây là bạn quý của ngài, vậy ngài hãy trả nợ cho hắn ta đi. Nếu như không đủ 200 lượng, ta sẽ bán tới Nam Kỷ đó. Hai trăm lượng đây, chừng này đã đủ chưa? Đừng quấy rầy tới đứa trẻ này được. Còn điều này, lát nữa người sẽ bị bắt tới phủ Hành Sông vì tội cho dây đặng lãi, người hiểu chứ? Lời đối khoác của đại nhân nghe sợ quá. Vị bằng hữu đi cùng với ta chính là giáo lý của Hồng Văn Quán, cháu trai của tà tướng đại nhân, cũng chính là bằng hữu thân cận nhất của Thế tử Điện Hạ. Được rồi, cho người biết tới đây thôi. Ta đi trước đây. Đại tỷ à, mau giúp quỳnh ấy tỉnh đi. Đại tỷ à, đại tỷ thiệt là thương nặng lắm sao? Ôi trời, chào đi, nhanh lên. Phải rồi, đứa trẻ đó không thể là Jin được. Xin đa tạ đại nhân. Nếu như người cứ khách khí như vậy, ta sẽ vô cùng khó chịu đó. Có gì mà ngạc nhiên chứ, chúng ta gặp nhau chỗ này chỗ kia cũng được 5 lần rồi. Chỉ mình ta xem ngươi là bằng hữu sao? Ý tôi không phải là như vậy. Là bằng hữu thì phải chịu trách nhiệm trước xuân côn đồ của ta chứ. Sao ta đứng nhìn người quý giá như vậy gặp nạn đây? Không thể xuất chúng trong học vấn thì cũng phải thành công quả được xuân côn đồ, đúng không? Hãy mau triệu Thế tử vào cung đi. Còn nữa, hãy hạ lệnh cho Thế tử đi bắt Phong Lưu công tử. Chẳng qua chỉ là việc thiếu quỷ sách cấm, không phải người muốn quản lý là được. Ngươi dựa vào đâu mà to gan như vậy hả? Nếu bây giờ ta chấm dứt mạng sống của ngươi thì sao đây? Ngay khi ta chết đi thì toàn bộ bá tánh sẽ biết là có quỷ hút máu sống ở trong cung. Ta đã chuẩn bị hết rồi. Vậy ngươi có thể làm gì được ta? Đương nhiên họ phải đi xác nhận xem Thế tử Sa Đâu đã để lại cái gì.